À, xin chào cả nhà, xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ cùng à, các anh chị à, cuốn sách là những bí mật không được công khai thúc đẩy thị trường chứng khoán của Tom William. Trước hết tôi xin cảm ơn cả nhà, các anh chị và các bạn đã đăng ký kênh, like và chia sẻ những thông tin đến cộng đồng tất cả những nhà đầu tư mới có thêm những uh, kiến thức bổ ích để xây dựng cho mỗi cá nhân của mình một hệ thống đầu tư phù hợp với cá tính của mỗi người và giúp cho quá trình đầu tư được tốt hơn và thành công hơn trong quá trình đầu tư. Và tiếp theo là tôi xin chia sẻ về chương 4 là giải phẫu thị trường bò và gấu. Tiếp theo là cao trào mua có hai loại hành động mua cao nhất được thấy trong các chỉ số với chỉ một điểm khác biệt chính sau khi chuyển động tăng giá đáng kể đã diễn ra, thị trường thậm chí còn tăng cao hơn và tranh thanh tăng tranh lệch giá rộng tinh tốt sự phấn khích niềm vui tràn ngập bạn quan sát thấy khối lượng là um, cực cao điều này cho thấy rằng bạn có thể thấy uh, là cao trào mua nếu tại thời điểm này có các khu vực giao dịch cũ của một bên trái biểu đồ và ở cùng mức giá có thể cách đây vài tháng hoặc thậm chí là nhiều năm hành động này có thể không phải là cao trào mua thật sự ở giai đoạn này bạn không thể chắc chắn hoàn toàn rằng khối lượng cực kỳ cao chủ yếu là bán chuyên nghiệp và không hấp thụ nguồn cung từ các nhà giao dịch bị khóa trong khu vực giao dịch cũ bên trái bạn phải đợi xác nhận ở giai đoạn sau nếu không có khu vực giao dịch nào bên trái do chắc chắn sẽ là cao trào mua và chấm hết cho một thị trường tăng giá nếu các khu vực giao dịch cũ bên trái của video và thị trường đi ngang trong một thời gian và sau đó bắt đầu kiểm tra thì đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy bạn chưa thấy đỉnh mua là khối lượng được hấp thụ và điều này các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn tìm kiếm giá cao hơn và chúng tôi có ý gì khi nói chờ xác nhận thị trường không thích là khối lượng quá cao trên các thanh tăng vì điều gì đó lớn đang xảy ra hoặc là bạn đã thấy một cao trào mua sẽ đánh dấu sự kết thúc của một thị trường đang tăng hoặc là tiền chuyên nghiệp được chuẩn bị để mua cổ phiếu từ các nhà giao dịch bị uh, bị khóa trong các giao dịch uh, từ mức cao cuối cùng trước đó đây không phải là công việc mà À, từ thiện của những người có tiền mà là sự hấp thụ vì họ đang à, lạc quan và đang à, dự đoán thậm chí là còn cao hơn các bạn có thể quan sát trên màn hình à, biểu đồ này cho thấy cao trào mua trong một cổ phiếu riêng lẻ trong à, giống như thế nào baa là trong ví dụ này cao trào mua của một cổ phiếu riêng lẻ thường dễ nhận ra cổ phiếu đã À, trong một chuyển động tăng giá nhưng đột nhiên giá bắt đầu tăng vọt à, tin tức là tốt trên thực tế là rất tốt bài đàn hào hứng với tất cả hoạt động này và bắt đầu mua những nhà giao dịch đã chờ mua bây giờ cũng bắt đầu mua trước khi giá khỏi họ ngay cả những nhà giao dịch đã có vị trí cũng muốn mua nhiều hơn và cũng có trách nhiệm mua nhiều Điều này mang lại cho các tổ chức giao dịch chuyên nghiệp cơ hội dỡ bỏ một lượng lớn cổ phiếu nắm giữ của họ trong cổ phiếu này, họ đã mua được một mức thấp hơn mà không làm giảm giá so với việc bán của chính họ. Một khi điều này xảy các tổ chức hợp vốn bây giờ sẽ từ bỏ bất cứ đi mối quan tâm nào Đến cổ phiếu và bây giờ họ đã chủ động bán khống cổ phiếu biết rằng không có hỗ trợ hoặc là nhu cầu ở mức cao này, quá trình này đảm bảo là giá thấp hơn đáng kể, gọi là thị trường gấu. Sự phán đoán của bạn sẽ che khuất bởi sự đánh giá tăng nhanh chóng với những tin tức tốt đi kèm và sự dự đoán thậm chí là còn cao hơn, vì vậy bạn sẽ khó nhận thấy sự kiện như vậy hành động cao trào được đánh dấu bằng sự chênh lệch giá rộng với khối lượng rất cao nhưng giá không tăng lên. Một nhà giao dịch giỏi bây giờ sẽ tìm cách bán khống thị kỳ chuyển động tăng giá với khối lượng thấp là bạn sẽ không chỉ phải chiến đấu với tin tốt lành và sự phấn khích thường thấy ở các đỉnh của thị trường. Đây là biểu đồ tương tự trên của BAA nhưng đã được chuyển thành một biểu đồ tuần thật thú vị và bất thường bởi vì chúng ta đã có thể thấy được một cao trào mua trên đỉnh và một cao trào bán ở mức thấp. Các bạn có thể quan sát trên màn hình. Tại điểm A trên biểu đồ trên, chúng ta có một cao trào mua được nhìn thấy chi tiết hơn trên biểu đồ và đánh dấu điểm cao của thị trường, trong khi ở mức thấp chúng ta có thể thấy một cao trào bán đang diễn ra sẽ đánh dấu ở mức thấp trong cao trào mua hoặc là cao trào bán bạn sẽ thấy à, phải đối mặt với những tin xấu và và nhiều phát ngôn gây hiểu lầm trên báo chí và truyền hình bạn sẽ phải có một chuyên gia chăm chỉ để nhận ra các quá trình này khi chúng ta à, thấy diễn ra và không bị ảnh hưởng bởi tin tức và đi kèm theo hành động cao trào và làm ngược lại với những gì mọi người dường như là đang làm trong quá trình giảm điểm của thị trường chứng khoán nhật bản được kích bởi một cao trào mua đây những mức cao và đã có nhiều tuyên bố báo chí gây hiểu lầm một điều mà tôi nhận thấy ở đây là chính phủ Nhật Bản có thể hành động để ngăn chặn cổ phiếu giảm giá vào ngày 4 tháng 10 năm 1990 đây coi là tin tức tốt đối với các nhà giao dịch Nhật Bản bị khóa bởi giá cao nhưng thực tế lại là một tin xấu đối với họ không thanh lý cho các vị trí giao dịch quá kém của mình đó là một uh, tin xấu cho những nhà giao dịch đã có vị thế giao dịch rất tốt bằng cách uh, bán khống thị trường. Trên bản tin này, những người bán khống có thể rất bị bị uh, lung lay ra khỏi uh, vị thế giao dịch rất tốt do, do lo ngại tuyên bố rằng chính phủ sẽ can thiệp và ngăn chặn đà giảm. Đây là lý do tại sao tin tức có ở nơi đầu tiên và nếu tin tức có nội dung chính phủ Nhật Bản sẽ hành động để ngăn chặn thủy triều tràn vào thì mọi người sẽ thấy tin tức đó là là chuyện cổ tích. Bạn đừng bao giờ bị ảnh hưởng bởi tin tức và sự nhận ra rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp đứng sau nhiều bản tin tức này. Không một chính phủ nào có thể kiểm soát thị trường chứng khoán của chính nói gì đến một tổ chức có thể các chính phủ không đủ khả năng để chống lại thị trường. Các thị trường đơn giản là quá lớn và sẽ không quá tốn kém nếu không cố gắng can thiệp. Các chính phủ không thể kiểm soát tiền tệ của chính họ vì những lý do tương tự bằng bất kỳ phương tiện trực tiếp nào. Ngân hàng Anh giao dịch tiền tệ trên tài khoản của chính mình và tôi chắc chắn rằng họ đang giao dịch vì lợi nhuận của chính tài khoản của họ chứ không phải vì lợi ích của bất kỳ bên nào khác, có lẽ ngay cả chính phủ của họ nếu họ đang giao dịch à, tài khoản của chính họ và làm thế nào mọi tiên bố từ họ luôn luôn hoàn toàn không thiên vị. Phần tiếp theo là thị trường gấu đến thị trường bò. Trong khi nền kinh tế Nhật Bản mạnh mẽ đang trải qua một thị trường à, giá xuống bắt đầu vào cuối năm 1989. À, Dow Jones đang ở trong một à, giai đoạn thị trường giảm giá mạnh mẽ. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã trải qua hoàn toàn ngược với chỉ số Nikkei. Các chỉ số công nghiệp Dow Jones đã có một cao trào bán trên mức thấp, trong khi đó chỉ số Nikkei có cao trào mua trên mức cao. À, các chỉ số công nghiệp Dow Jones đã có một cao trào bán gây ra sự chuyển dịch lớn à, cổ phiếu từ những người nắm giữ yếu sang những người nắm giữ mạnh trong các khi chỉ số Nikkei cho thấy sự chuyển dịch lớn từ cổ phiếu từ những người nắm giữ mạnh sang à, những người nắm giữ yếu. Các bạn có thể nhìn quan sát trên biểu đồ à, 24 là Dow Jones cho thấy là cao trào bán ở mức thấp. Cao trào bán của chỉ số Dow Jones có thể dễ dàng nhìn thấy ở mức thấp của biểu đồ này. Thị trường giảm mạnh trong khoảng thời gian là 6 ngày và vào ngày thứ sáu khối lượng giao dịch khổng lồ xuất hiện. Ngày hôm đó sẽ giảm nhưng bất chấp tất cả những tin tức xấu và nỗi sợ hãi, nó vẫn đang đóng cửa tốt ở trên mức thấp đó. Điều này sẽ đánh dấu điểm thấp của thị trường. Hành động tương tự sẽ được chứng kiến trên bất kỳ kỳ các chỉ số à, Hoa Kỳ nào. Một chuyển động tăng giá đã được đảm bảo thị trường chứng khoán đã rũ bỏ. Những người nắm giữ yếu kém đã bị loại khỏi thị trường, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã di chuyển vào thị trường và mua tất cả các cổ phiếu có sẵn. Chính hành động này đã tạo nên cao trào bán, thị trường bây giờ đang nằm trong tay các nhà giao dịch chuyên nghiệp, điều này sẽ đảm bảo một thị trường tăng giá đáng kể. Một khi xu hướng giá đang diễn ra, xu hướng sẽ không thay đổi cho đến khi tiền chuyên nghiệp bắt đầu bán lớn, gọi là phân phối bạn sẽ có phản ứng kiểm tra thậm chí là rũ bỏ trong một chuyển động tăng giá khi các nhóm khác cùng nghĩ rằng giá cao hơn là có thể xảy ra nhưng xu hướng chính sẽ không thay đổi cho đến khi những người chuyên nghiệp có cơ hội tháo dỡ phần lớn tài sản họ đang nắm giữ điều này sẽ xảy ra vào những ngày cận kề với khối lượng rất cao điều này sẽ rắc mắc thời gian vì thị trường tăng giá mạnh có đà giá tìm kiếm các thanh tăng khối lượng thấp để xác định điểm yếu sau khi bạn đã thấy những ngày tăng giá khối lượng rất cao mà không có kết quả. Trong số các môi giới chứng khoán ai cũng biết rằng thời gian bận rộn nhất đối với họ là sau khi thị trường tăng giá đi lên trong một thời gian. Ngay trên đỉnh mọi người đều rất nhộn nhịp, nhưng khi thị trường đang ở giai đoạn giảm giá hoặc là sụt giảm, hoạt động giao dịch sẽ chậm và không đáng kể. Một số công ty môi giới nổi tiếng đã tuyên bố rằng họ có thể biết thị trường chứng khoán đang diễn ra như thế nào và bất kỳ ngày nào bằng số lượng cuộc gọi điện thoại mà họ nhận được. Điều này có thể gọi là một cách nhẹ nhàng nhưng có rất nhiều sự thật trong đó. Do đó, điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch tối thiểu biết đang để cảm xúc của họ hướng dẫn họ chúng dường như có thể hiện qua tâm lý lớn nhất trên thị trường tăng giá đang diễn ra tốt hoặc là ở đỉnh của thị trường khi cổ phiếu trở nên đắt đỏ và sau đó họ dường như có rất ít hoặc là không quan tâm đến cao trào bán khi cổ phiếu bị định giá thấp mặt khác tiền chuyên nghiệp đang bận rộn bán cho công chúng hiện đang quan tâm hoặc là ở gần đỉnh và bận rộn mua của họ ở gần hoặc là ở mức thấp với ít sự cạnh tranh hoặc là quan tâm từ công chúng nói chung. Khi giá tăng trong một thị trường tăng giá dai dẳng như những trường hợp của chỉ số Nikkei trong vài năm, một điểm uh, sẽ đạt được do tâm lý đám đông. Một lượng lớn mua lạc quan sẽ xảy ra từ tất cả các nhà giao dịch hiện đang tin rằng họ đã tốt hơn hãy tham gia vào thị trường trước khi bỏ lỡ mọi thứ. Đây gọi là tâm lý bài đàn. Vì vậy, khi một thị trường tăng giá từ từ tập hợp tốc độ và trở nên gia dẫn, các mức giá sẽ đạt được vào một thời điểm nào đó mà các nhà giao dịch không tham gia thị trường và những người đang chờ phản ứng để mua vào, hoặc là những người đã bán hết sớm, không thể chịu đựng được sự khó chịu của việc bỏ lỡ lâu hơn nữa và nhiều người sẽ mua lại thị trường việc mua vội vàng này tạo cơ hội cho các nhà giao dịch tích lũy cổ phiếu ở mức thấp để có thể chốt lời mà không cần hạ giá so với chính họ. Giai đoạn này của thị trường tăng giá được gọi là giai đoạn phân phối. Nó có thể đi kèm với cao trào mua như đã mô tả, trên hoặc là đỉnh, tròn chậm, có hình dạng đặc trưng của ngọn cây nấm trong một thời gian dài việc phân phối chậm hơn này thường xuyên có lực đẩy lên gọi là upthết với khối lượng lớn giá tăng và giảm khi những người chuyên nghiệp hỗ trợ giá để tạo ra chuyển động nhỏ để bán tiếp khối lượng khi chuyển lên các mức thấp không có nhu cầu hoặc là khối lượng lớn cho thấy lực bán đã áp lực cầu khối lượng cao có xu hướng xuất hiện đỉnh ở bất cứ giai đoạn phân phối nào trong khi khối lượng thấp có xu hướng xuất hiện ở giai đoạn cuối của phân phối giai đoạn phân phối này không có gì bí ẩn một nhà kinh doanh cửa hàng có thể đến nhà bán buôn của mình và mua một lượng lớn vật tư cho cửa hàng của mình trong một khoảng thời gian tương đối ngắn sau khi mua cổ phiếu này bây giờ anh ta phải bán và phân phối nó với giá cao hơn anh ta đã trả cho nó anh ta có thể phải tức cực thúc đẩy bán và việc này cần phải có thời gian và không thực hiện trong một ngày giao dịch. Tuy nhiên nếu anh ta giữ một lệnh bán toàn bộ cổ phiếu của anh ta có thể dọn sạch trong một hoặc là hai ngày giao dịch thì bạn sẽ thấy một cao trào mua. Cổ phiếu thường xuyên được phổi phòng lên ở đỉnh của các thị trường để hỗ trợ cho việc phân phối không có gì lạ khi thấy quảng cáo trên các tờ báo cho biết các công ty riêng lẻ tốt như thế nào các báo cáo của công ty là lạc quan tin tức tăng giá bắt đầu xuất hiện trên truyền hình và báo chí mọi thứ dường như luôn luôn hồng hào ở đỉnh của thị trường hiếm khi là ở đáy bạn không cần phải là một nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán để có được điều này các ngân hàng à, chắc chắn là biết nhưng những ngày bùng nổ ở những năm 80 các ngân hàng đã cho các nước thế giới thứ ba vay một khoản tiền lớn, các quốc gia hiện không thể trả vào các khoản này, nhiều ngân hàng bị hút vào ở mức cao của thị trường cho vay vì sợ bị bỏ lỡ, tất cả các ngân hàng khác đã làm điều đó, vậy tại sao họ lại phải là những người duy nhất bỏ lỡ thị trường cho vay tiền tệ này. Rất khó trong khi bị áp lực tình cảm để làm tốt việc đưa ra quan điểm trái ngược với quan điểm hiện hành. Và tiếp theo là thị trường gấu. Trong thời kỳ thị trường giá xuống hầu hết các thị trường đôi khi sẽ do dự cho các trước các chuyển động đi xuống và bắt đầu đi lên. Những đợt phục hồi này trong thị trường giá đi xuống được đặc trưng bởi một chuyển động tăng chậm chạp với khối lượng thấp. Các thanh được nhìn thấy hẹp và thường thanh đóng cửa ở giữa hoặc là thấp. Thậm chí có thể nhìn thấy tất cả các dấu hiệu của sự yếu kém để dừng lại một chuyển động đi xuống. Bạn cần phải nhìn thấy một thanh thường là ở vùng đất thấp mới và khối lượng lớn. Nếu thị trường giữ sau đó bạn có thể đã thấy điểm thấp của chuyển động đó, nếu thị trường vẫn yếu thì trong bất kỳ đợt phục hồi nào bạn sẽ thấy các thanh tăng như mô tả ở trên là một chuyển động đi lên chậm chạp. Trong thời gian này bạn cũng có thể thấy những gì có vẻ như là một kiểm tra, đây thường là dấu hiệu của sức mạnh. Nếu kiểm tra là đúng là cho thấy một chuyển động tăng giá thực sự sắp xảy ra, bạn sẽ thấy là phản hồi ngay lập tức từ những người chuyên nghiệp, giá sẽ tăng lên thậm chí là tăng gấp ngay lập tức khi khối lượng gia giao dịch tăng nhẹ. Tuy nhiên, nếu phản ứng với uh, sức chỉ bệnh chỉ báo ha, này là chậm chạp hoặc là không phản ứng trong vài ngày vài hoặc là vài thanh đi ngang hoặc là thậm chí là giảm, điều này hiện cho thấy là điểm yếu vẫn tiếp theo. Kiểm tra hiện đã không được để ý đến. Kết luận hợp lý của việc thấu hiểu cầu sau một kiểm tra là tiền chuyên nghiệp không quan tâm đến xu hướng đi lên của thị trường tại thời điểm đó. Nó vẫn đang giảm giá, vì vậy bạn có thể thấy điều quan trọng là phải đọc thị trường thay vì đọc cô lập từng thanh. Ngày tăng khối lượng thấp hoặc là trôi đi sau những gì có vẻ như là một kiểm tra cho thấy điểm yếu xác nhận, xác định các điểm yếu là sai khi một kiểm tra xuất hiện hoặc thực tế là bất kỳ dấu hiệu nào của điểm yếu. Thị trường giảm giá với mức đóng cửa dưới mức thấp của thanh cho thấy sức mạnh và điều ngược lại là cũng đúng. ở Bất kỳ thanh riêng lẻ nào cho thấy điểm yếu sẽ xuất hiện nhưng trong vài thanh tiếp theo, thị trường tăng lên với mức đóng cửa cao hơn. Mức cao của thanh điểm yếu là một dấu hiệu mạnh mẽ về sức mạnh Tiếp theo là những ngày tăng không có nhu cầu Điều này luôn luôn được nhìn thấy bởi vì điểm yếu trong này Bạn có thể không nhìn thấy điểm yếu trên thị trường Nhưng các nhà tạo lập thị trường, các chuyên gia và các nhà giao dịch trên sàn thì thấy Điểm yếu này sau đó được thể hiện bằng sự sụt giảm khối lượng khi cổ phiếu hoặc chỉ số cố gắng đi lên ở đây là không có cầu các nhà giao dịch quan trọng đã nhìn thấy điểm yếu và không tham gia vào chuyển động tăng giá hiện tại hành động này sẽ xác định bất kỳ dấu hiệu yếu kém trong một nền giá mà bạn đã phát hiện làm thế nào có thể biết khi nào là đã đạt được đến đáy khối lượng dừng là như thế nào trong một chuyển động giảm giá hoặc là trong một phản ứng tại một số thời điểm giá sẽ bắt đầu chống lại các chuyển động giảm sâu hơn. Đáy này là thường được nhìn thấy vào một ngày giảm giá với khối lượng rất cao, đóng cửa ở mức cao hoặc là ở giữa, mua phải tham gia vào thị trường để cho thấy điều này. Nếu ngày kết thúc ở mức thấp, bạn phải chờ xem điều gì xảy ra vào ngày tiếp theo. Nếu ngày hôm sau đóng cửa ở mức cao, điều này cho thấy việc mua vào ngày hôm trước là dấu hiệu của sức mạnh khối lượng cao chứa nhiều uh, mua hơn là bán để đóng cửa ở mức cao hoặc là ngày tiếp theo. Đây là dấu hiệu của sức mạnh và hành động này làm thay đổi hướng đi, chuyển hướng hoặc là khiến chỉ số đi ngang khỏi hoặc uh, là đi xuống ban đầu. Cho thái tiền chuyên nghiệp đã vào cuộc chơi và cơ hội chấp nhận việc bán này thường là từ những người nắm giữ yếu, tiền chuyên nghiệp phải được tích lũy hoặc là để khuyến khích bất kỳ ai chia tay với tài sản của họ. Các chuyển động giảm mạnh sẽ khuyến khích điều này. Bất kỳ kiểm tra khối lượng thấp nào sau sự kiện này sẽ là một dấu hiệu của sức mạnh. Khối lượng dừng lại thể hiện sự so sánh với một vận động viên trượt tiết xuống dốc khi anh ta kết thúc chặng đường dài của mình và phải dừng lại bằng cách xoay mạnh ván trượt. Điều này thật là ngoạn mục, tiết rơi nhiều khiến anh ta cuối cùng dừng lại <laughs> tiếp theo là áp lực giảm có rất ít người bán được phát hiện khi thị trường đi xuống thể hiện bằng một thanh giảm tranh lệch giá rộng với khối lượng thấp đóng cửa ở mức thấp đây không phải là dấu hiệu mua mà cho thấy áp lực bán thiếu kiên định khi thị trường giảm và dấu hiệu cho thấy thị trường khó có thể giảm thêm nữa nếu tiền chi nghiệp vẫn giảm sẽ có sự gia tăng bán trên các chiều giảm chứ không phải là chiều giảm đi chỉ số này có thể trở nên là tín hiệu mua nếu nó đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày và mức thấp hơn đã được à, thâm nhập vào mức hỗ trợ trước đó ở mức bên trái của biểu đồ là mức kháng cự cũ Thận trọng là khi khối lượng có thể thấp hơn vào những ngày giảm giá trong giai đoạn đầu của thị trường đá xuống. Luôn ghi chú là hành động này, bạn sẽ có những dấu hiệu về sự yếu kém trong bối cảnh cho thấy thị trường con gáo tiềm năng đang trở thành một thị trường giảm giá xuống. Điều quan trọng hơn là phải lưu ý câu chuyện này, đó là hành động này đang khiến thị trường hoạt động theo mà nó đang ở thời kỳ nguy kịch. Gọi là ngay hiện tại Giá hiện tại luôn bị ảnh hưởng nhiều bởi sức mạnh Hoặc là điểm yếu trong này Sau đây là đã kết thúc phần à, chương 4 Trong cuốn sách là những bí mật không được công khai à, Thúc đẩy của thị trường chứng khoán Và tiếp theo là phần chương 5 Tôi sẽ chia sẻ à, trong các à, video sau Và Một lần nữa xin cảm ơn à, cả nhà, các anh chị, các bạn đã À, đăng ký kênh và chia sẻ thông tin à, đến à, cộng đồng, đến tất cả những nhà đầu tư à, à, có được những thông tin để xây dựng cho mình một hệ thống đầu tư phù hợp và thành công. Tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngồi mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình những bài học từ sách vở, từ những người thầy dù chỉ thông qua Internet. Xin chân thành cảm ơn tất cả vì đã giúp tôi. Các bạn có xem qua các video của tôi thấy phù hợp cùng đam mê, cùng chí hướng thì hãy đăng ký, chia sẻ, giúp cho chính mình, bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn. Mỗi người chúng ta ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình. Một là thầy giỏi, hai là bạn tốt, ba là sách hay. Chúc các bạn thành công.